Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, thực hiện các mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông sản sạch và an toàn, cùng với việc triển khai rộng khắp hoạt động xúc tiến thương mại tìm đầu ra cho sản phẩm. Đến nay, các sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La đã có mặt tại thị trường các nước Hàn Quốc, Australia, Pháp, Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Đức, Trung Quốc. Cùng với 9 sản phẩm nông sản của Sơn La đã được công bố sở hữu trí tuệ, trong đó có 3 chỉ dẫn địa lý, 4 nhãn hiệu chứng nhận, 2 nhãn hiệu tập thể. Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bơ Mộc Châu. Đây là mặt hàng nông sản thứ 10 của Sơn La được chính thức cấp quyền sở hữu trí tuệ, khẳng định thế mạnh nông sản của tỉnh. Theo kế hoạch, năm 2018, Sơn La phấn đấu giá trị hàng hóa nông sản xuất khẩu sẽ đạt khoảng 80 triệu đô la Mỹ với các loại sản phẩm chính là xoài, nhãn, chanh leo, chuối, mận hậu, rau các loại. Tuy nhiên, chỉ trong 9 tháng đầu năm, giá trị nông sản xuất khẩu của Sơn La đã vượt kế hoạch đề ra cho cả năm. 9 tháng đầu năm thì chúng tôi đã đạt được gần 70 triệu USD và trên cái đà này thì chúng tôi sẽ phấn đấu làm khoảng hơn 100 triệu USD. Chúng tôi đã tổ chức rất nhiều các cái chương trình để xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu nông sản sạch của Sơn La. Đồng thời cái việc đó thì chúng tôi cũng đẩy mạnh giúp đỡ hỗ trợ các hợp tác xã trong việc đóng gói, phân loại các cái nông sản để nâng cao giá trị gia tăng cho mỗi một sản phẩm và hỗ trợ các cái doanh nghiệp xây dựng các cái thương hiệu, các cái chuỗi sản xuất, chuỗi theo chuỗi Việt Gáp rồi Global Gáp vân vân. Để đạt được mục tiêu mới, trên cơ sở quy hoạch vùng nguyên liệu tập trung, Sơn La sẽ tiếp tục lựa chọn các loại cây ăn quả, rau có tiềm năng lợi thế, đủ điều kiện để tham gia xuất khẩu niên vụ 2018, xây dựng đề án và tổ chức triển khai mô hình sản xuất, thu hái, bảo quản rau quả và sản phẩm theo định hướng xuất khẩu sang các thị trường phát triển có quy định cao về tiêu chuẩn chất lượng, tiếp tục xây dựng, phát triển và hoàn thiện các chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông sản tại thị trường trong nước và tham gia xuất khẩu, quản lý chặt chẽ quy trình kỹ thuật, hỗ trợ sản xuất nâng cao chất lượng, bảo đảm tiêu chuẩn xuất khẩu. Sau khi nghị quyết 76 của Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiều chính sách rất hỗ trợ để cho các doanh nghiệp phát triển, ví dụ hỗ trợ về giới thiệu quảng bá này, tham gia các hội chợ ở các vùng miền, hỗ trợ cái văn thủ tục để xuất khẩu ra nước ngoài để các sản phẩm của hợp tác xã. Và phương hướng sắp tới thì ngoài sản phẩm của đơn vị đã có ở đây rồi thì đơn vị đang sẽ tiến hành đầu tư về phát triển chăn nuôi bò thịt và các cái gia cầm, gia súc gia cầm ở tại đất Mộc Châu. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, giới thiệu hàng hóa, tìm kiếm thị trường, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành tổ chức nhiều đoàn khảo sát thị trường, tham dự các hội nghị xúc tiến thương mại, xuất khẩu nông sản trong và ngoài nước, hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, kết nối doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nông sản trong tỉnh, doanh nghiệp các tỉnh lân cận với doanh nghiệp Trung Quốc, Lào để đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường đầy tiềm năng này. Công ty tôi vừa kết hợp với bên công ty cánh đồng Hoàng Lạc Sơn là mở một cái showroom dành riêng cho tỉnh Sơn La. Showroom đấy là hơn 200 m², mà hỗ trợ cho tỉnh một năm thời gian là miễn tiền thuế. Nhân dịp cái cơ hội này sang bên này thì mong muốn trong tương lai, cái thời gian không xa, công ty chúng tôi có thể giúp được tỉnh Sơn La phát triển về nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc, số lượng có tăng lên càng nhiều càng tốt. Theo tôi được biết thì việc nhiều loại nông sản của Sơn La xuất khẩu thành công vào các thị trường khó tính như là Úc, EU, Hoa Kỳ là những tín hiệu đáng mừng, đồng thời khẳng định chất lượng vượt trội của nông sản Sơn La. Trong khi đó, hai tỉnh lại gần nhau nên có điều kiện giao thương các mặt hàng nông sản. Sau chuyến công tác lần này, chúng tôi sẽ tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh hơn nữa việc kết nối tiêu thụ các mặt hàng nông sản của Sơn La không chỉ ở Luông Pha Băng mà còn ở các khu vực Bắc Lào. Có thể nói, với việc tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và xuất khẩu là khâu đột phá, cùng việc triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại đã góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất bền vững, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân Sơn La.